chị Tiểu Yến cùng với các huấn luyện viên của chương trình xin phép được chào đón tất cả quý khách đã đến với chương trình biểu diễn tàu phân tại chuyên đề Safari. Và trước khi bắt đầu chương trình, em có một vài lưu ý nhỏ nhưng cũng không kém phần quan trọng muốn gửi đến tất cả quý khách. Là trong khi chương trình đang diễn ra, sẽ có một vài người bạn đồng phân tương tác rất gần với chúng ta, bay lướt ngang qua ở bên trên khán đài. Và những người bạn này sở hữu cho mình một bộ móng vuốt và một chiếc mỏ vô cùng sắc nhọn đó ạ. Vì vậy, khi các bạn ấy trình diễn, cứ các mình vui lòng hạn chế di chuyển.